Via Ba Băng, Trần Quyết Chiến thể hiện đẳng cấp, thắng kịch tính để vào bán kết. Sáng ngày 3 tháng 8, Trần Quyết Chiến chạm trán với Nguyễn Như Lê ở trận đấu thuộc vòng tứ kết giải Bia Carom Ba Băng Quốc tế Bình Dương 2024. Như Lê là cơ thủ không xa lạ với người hâm mộ khi thường xuyên góp mặt ở nhiều giải đấu trong nước. Trước cơ thủ đẳng cấp thế giới như Trần Quyết Chiến, Như Lê đã nhập cuộc tự tin. Hai cơ thủ đã cùng tạo ra một trận đấu kịch tính khi so kè nhau từng điểm số. Trong xuyên suốt trận đấu, Quyết Chiến và Như Lê nhiều lần qua mặt nhau nhưng không thể tạo ra được khoảng cách lớn về mặt điểm số. Trong một trận đấu có tính chất quan trọng, hai cơ thủ đã thể hiện lối đánh chắc chắn nên không có những lượt cơ bùng nổ về mặt điểm số. Như Lê có 2 series 6 điểm. Phía ngược lại, Trần Quyết Chiến chỉ có 1 series 6 điểm và 1 series 5 điểm. Trần Quyết Chiến bản lĩnh hơn ở giai đoạn cuối trận, điểm số nhiều lần được cân bằng 9-9, 29, 29, 30, 30. Ở giai đoạn nước rút, Trần Quyết Chiến đã thể hiện được đẳng cấp khi kiểm soát tốt thế trận. Tony Trần không tạo cơ hội cho đối thủ bứt lên, đồng thời duy trì được sự chuẩn xác trong những tình huống xử lý hình bi. Chung cuộc, Trần Quyết Chiến đánh bại Nguyễn Như Lê 40-35 sau 26 lượt cơ. Qua đó, cơ thủ sinh năm 1984 giành vé góp mặt ở trận bán kết giải Bia Carom Ba Băng Quốc tế Bình Dương 2024. Trận đấu cùng giờ giữa Trương Văn Đức và Đinh Thế Vĩnh cũng kết thúc điểm số chung cuộc giống hệt màn so tài giữa Trần Quyết Chiến và Nguyễn Như Lê. Trương Văn Đức đánh bại Thế Vĩnh với điểm số 40-35, qua đó giành vé góp mặt ở bán kết. Ở bán kết, Trần Quyết Chiến sẽ đối đầu với Trương Văn Đức, còn Định Quốc chạm trán Văn Tài. Loạt trận bán kết sẽ tranh tài vào chiều nay ngày 3 tháng 8. Các trận đấu của giải Bia Carom Ba Băng Quốc tế Bình Dương 2024 sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của BTV Thể thao, https://www.youtube.com/btv-thể-thao, stream và https://www.facebook.com/vetha.